À, xin chào các con, chào mừng các con đến với lớp toán tư duy 6T3. Hãy dành một tràng pháo tay thật lớn cho tất cả các thành viên đang có mặt trong buổi học ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta sẽ học chuyên đề bài toán công việc chung, công việc riêng. Nhắc lại cho thầy tên bài học. Xin mời bạn Vũ Khánh Nam. Con khác ghi vào. Xin thầy con đọc toán chuyên đề công việc chung công việc riêng. Ok, mời bạn Minh An. Em chào thầy. Rồi, chào con. Toán chuyên đề công việc chung công việc riêng. Mời bạn Hoàng Hà. Em thưa thầy, toán chuyên đề công việc chung công việc riêng. Mời bạn Minh Ngọc. Em thưa thầy, toán chuyên đề công việc chung công việc riêng. Rồi, thầy bổ sung bạn Song Ngọc, Ngọc Anh. Bạn Song Ngọc, bạn gì mà hôm nay vào lớp muộn hơn bình thường vậy con? Dạ em đi nhận quà. À thế à? Ở đây nhận được nhiều quà đấy nhỉ? Hôm trước đã được nhận quà gì rồi mà đúng không? Vâng ạ. Ok. Nào, với bài toán công việc chung công việc riêng ấy thì nó là một trong những bài toán có thể nói là rất là quan trọng ở trong chương trình môn toán ở lớp 5. Đấy, lên lớp 6 thì cũng có thể các bạn cũng sẽ gặp lại. Thế nên là thầy sẽ ôn trước cho các bạn nha, ôn cho các bạn để các bạn học tốt hơn phần này. Thì cái chuyên đề công việc chung công việc riêng là như thế nào? Cái này nó liên quan đến công việc chung, công việc riêng hoặc là vòi nước chảy nha. Thế thì chúng ta sẽ đến với bài toán như sau. Đây ta phải hiểu về mặt tư duy trước này. Cái này chưa cần viết vội đâu. Nào, đọc cho thầy ví dụ số 1. Xin mời bạn, thầy mời bạn Phạm Minh Ngọc nào. Em đưa thầy em đọc ví dụ 1. Trong một giờ, người thợ làm xong 1/3 công việc. Tính thời gian người thợ làm xong công việc đó. Rồi, tốt rồi. Xin mời bạn Minh An. Minh An đọc lại cho thầy. Ví dụ 1. Trong một giờ, người thợ làm xong 1/3 công việc. Tính thời gian người thợ làm xong xong công việc. Minh An đọc xong hẳn tắt mic nha. Thì ở đây ta hiểu này này, 1 giờ thì làm được 1/3 công việc, vậy thời gian làm xong công việc đó thì ta sẽ làm thế nào? Thì ta sẽ lấy toàn bộ công việc là 1, đúng không? Hoặc là nó là 3/3 đấy. Thì ta sẽ chỉ được lấy là 1 chia cho 1/3 và bằng 3 giờ để thời gian làm xong công việc đó trong 3 giờ. Bao nhiêu bạn đã hiểu cái cách tính này thì comment cho thầy chữ hiểu hoặc chữ hờ nào. Cái này không cần viết đâu nha. Rồi, tốt rồi. Bây giờ chúng ta sẽ làm bài tương tự như sau. Nào, trong 1 giờ thì người một thợ làm xong không phải 1/3 là 1/5 công việc. Hỏi thời gian là thời người ta người thợ làm xong công việc đó là bao nhiêu thì comment cho thầy phép tính và kết quả comment. Rồi, tốt rồi, 1 chia cho 1/5 bằng 1/5 giờ, bằng 5 giờ, rất tốt rồi. Thôi phần này không cần viết nha, hiểu. Nào, bao nhiêu bạn đã hiểu, hiểu gần đầu thầy nào, hiểu chưa? Hiểu rồi, bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần tiếp theo. Nào, bây giờ trong 1 giờ thì hai người làm được 2/5 công việc.
Vậy tính thời gian để hai người làm xong công việc đó thì chúng ta sẽ làm thế nào ạ? Comment cho thầy phép tính và kết quả. Comment phép tính và kết quả. Thì ta chỉ việc lấy 1 chia cho 2/5 và ta nhân ngược lại bằng 5/2 giờ. Các bạn có thể đổi bằng 2,5 giờ cũng được, nó không phải bằng 5/2 giờ. Đó, các bạn đã hiểu phần này chưa? Hiểu thì comment cho thầy chữ hiểu hoặc chữ hờ nào. Comment nào. Ok. Rồi, tốt rồi. Bây giờ thì tiếp theo. Ok, nào biết cho bài tương tự có làm được không? Nào comment cho thầy phép tính và kết quả nha. Đây không phải 2,5 nữa. À, trong 1 giờ thì hai người làm được 3/7 công việc. Và comment cho thầy biết là thời gian để hai người làm xong công việc đó. Comment phép tính và kết quả. Comment. Thầy sẽ đọc tên những người đầu tiên làm xong chưa nha. Nào ok. Ok, rất tuyệt vời, các bạn đang làm rất tốt, rất nhanh. Thầy đọc những bạn sau: số 1 Đào Song Ngọc, số 2 Huy Hoàng, số 3 Hoàng Hà, số 4 Minh An, số 5 Thùy Dương, số 6 Minh Ngọc, số 7 Uyển Đình, số 8 Khánh Nam, số 9 Hoàng, Hoàng rồi, số 9 Ngọc Anh, số 10 Tùng, số 11 Thanh Trúc và số 12 Bảo Long. Rồi tốt rồi, các bạn đã hiểu cái này chưa? Bây giờ thì các bạn sẽ làm viết ví dụ 2 cho thầy. Đọc cho thầy ví dụ 2. Và đọc cái phần lời giải cho thầy. Xin mời bạn Thùy Dương. Để con đọc ví dụ 2. Trong 1 giờ hai người làm được 2,5 công việc, tính thời gian để hai người làm xong công việc đó. Bài giải thời gian hai người thợ làm xong công việc đó là 1 chia 2/5 bằng 5/2 giờ, đáp số 5/2 giờ. Không được đúng không? Nào, xin mời bạn. Mời bạn Tùng đọc cho thầy. Thầy cũng đọc. Ví dụ 2, trong 1 giờ hai người làm được 2/5 công việc, tính thời gian để hai người làm xong công việc đó. Bài giải thời gian để hai người thợ làm xong công việc đó là 1 chia 2/5 bằng 5/2 bằng hoặc giờ. Đáp số 5/2 giờ. Mời bạn Bảo Long. Thầy em đọc. Thời gian hai người thợ làm xong công việc đó là 1 chia 2/5 bằng 5/2 giờ, đáp số 5/2 giờ. Uyển Đình đọc cho thầy. Thưa thầy, bài giải thời gian hai người thợ làm xong công việc đó là 1 chia 2/5 bằng 5/2 giờ, đáp số 5/2 giờ.
Bảo Trang. Các bạn viết vào đây, viết xong comment chữ xong hoặc chữ xì cho thầy. Con đang bị cục điện thế rồi, chị nhận cho thầy. Con bật lại mic đi, Bảo Trang bật lại mic đi. Dạ bị cúp điện phải ơi, để kết nối wifi lại. À ok. Xin mời bạn Song Ngọc đọc lại cho thầy nào. À, thời gian hai người họ làm xong công việc đó là 1 chia 2 phần 5 bằng 5 phần 2 giờ. Tắt số 5 phần 2 giờ. Bài 3. Ví dụ này đây là một ví dụ có thể nói là kinh điển. Một ví dụ rất là phổ biến trong bài toán công việc chung hoặc công việc riêng. Công việc chung, công việc riêng. Xin mời bạn Huy Hoàng đọc cho thầy. Các bạn khác theo dõi. Ví dụ 3, hai người thợ cùng làm một công việc. Nếu người thợ thứ nhất làm một bình thì hoàn thành trong 4 giờ. Nếu người thợ thứ hai làm một bình thì hoàn thành trong 6 giờ. Hỏi cả hai người cùng làm thì hoàn thành việc công việc đó hết bao nhiêu thời gian ạ? Ok. Nào, ở đây bài này rất nhiều bạn là lấy 4 giờ cộng 6 giờ xong chia 2. Và kết quả bằng 5 giờ. Như vậy có đúng không ạ? À không đúng, đúng không ạ? Nó không phải là làm như vậy đâu nha. Phương pháp làm bài như sau. Đầu tiên ta phải đi tìm trong 1 giờ thì đây, đọc lại đề bài này. Hai người thợ cùng làm một công việc. Nếu người thứ nhất làm một mình thì hoàn thành công việc trong 4 giờ. Hiểu phần này gật đầu thầy. Nào. Thế bây giờ người thứ hai nếu làm một mình thì hoàn thành công việc trong 6 giờ. Hiểu phần này gật đầu thầy. Rồi, việc người ta hỏi là cả hai người cùng làm thì hoàn thành công việc đó hết bao nhiêu thời gian? Thì để làm bài này, chúng ta sẽ làm như sau. Bước 1, chúng ta sẽ đi tìm là người thứ nhất ấy mà làm 1 giờ thì được bao nhiêu phần của công việc? Ta lấy đơn vị là công việc nhé. Thì trong 1 giờ thì người thứ nhất hoàn thành được số phần công việc là ta lấy 1 phần 4. À, 1 chia 4 bằng 1 phần 4 công việc. À, tiếp tục, chưa cần viết nhé. Là ta đi tìm trong 1 giờ thì người thợ thứ hai hoàn thành được số phần công việc là, thầy sẽ viết bổ sung chữ này vào đây, ta lấy 1 chia 6 bằng 1 phần 6 công việc. Thế 1 giờ thì người thợ thứ nhất làm được 1 phần 4 công việc, 1 giờ thì người thợ thứ hai làm được 1 phần 6 công việc. Đây người gọi là công việc riêng. Vậy khi làm chung thì sao ạ? Thì 1 giờ thì cả hai người sẽ làm được số phần của công việc là ta sẽ lấy 1 phần 4 cộng 1 phần 6. Kết quả bao nhiêu ạ? Bằng 5 phần 12 công việc. Đấy, thế 1 giờ mà cả hai người làm được 5 phần 12 công việc thì thời gian để cả hai người làm xong công việc đó là ta chỉ việc lấy 1 chia 5 phần 12 và bằng 12 phần 5 giờ. Đó. Cho thầy hỏi là các bạn đã rõ phần này chưa? Rõ thì comment cho thầy chữ rõ hoặc chữ R. Rồi, được rồi nha. Thầy viết đủ cái này cho các bạn dễ hiểu. Trong 1 giờ người hai hoàn thành được số phần công việc là. Đó. Đọc lại cho thầy phần bài giải. Xin mời bạn. À, mời bạn Lê Thanh Trúc. Em thưa thầy, em các bạn khác viết ví dụ và viết bài giải vào cho thầy. Ví dụ 3, hai người thợ cùng làm một công việc. Nếu người thứ nhất làm một mình thì hoàn thành xong công việc trong 4 giờ. Người thứ hai làm một mình thì hoàn thành công việc đó trong 6 giờ. Hỏi cả hai người cùng làm thì hoàn thành công việc đó hết bao nhiêu thời gian? Bài giải. Trong 1 giờ, người thứ nhất hoàn thành được số phần công việc là 1 chia 4 bằng 1 phần 4 công việc. Trong 1 giờ, người thứ hai hoàn thành được số phần công việc là 1 chia 6 bằng 1 phần 6 công việc. Trong 1 giờ, cả hai người làm việc được số phần công việc là 1 phần 4 cộng 1 phần 6 bằng 5 phần 12 công việc. Thời gian để cả hai người hoàn thành, cả hai người cùng hoàn thành công việc đó là 1 chia
5 phần 12 bằng 12 phần 5 giờ. Ok. Xin mời đọc lại cho thầy. Mời bạn Đoàn Ngọc Anh, Phạm Đoàn Ngọc Anh. Người thợ thứ nhất hoàn thành được số phần công việc là 1 chia 4 và 1 phần 4 công việc trong 1 giờ. Người thợ thứ hai hoàn thành được số công việc là 1 chia 6 và 1 phần 6 công việc trong 1 giờ. Cả hai làm được số phần công việc là 1 phần 4 cộng 1 phần 6 bằng 5 phần 12 công việc. Thời gian để hai người cùng hoàn thành một công việc đó là 1 chia 5 phần 12 bằng 12 phần 5. 12 phần 5 giờ nha. Hoàng Bảo Trâm đọc lại cho thầy. Còn viết để viết xong thì comment cho thầy số 10. Thưa thầy, là trong 1 giờ người thứ nhất hoàn thành được số phần công việc là 1 chia 4 bằng 1 phần 4 công việc. Trong 1 giờ người thợ thứ hai hoàn thành số phần công việc là 1 chia 6 bằng 1 phần 6 công việc. À, xong thì comment số 10, chưa xong comment số 9. Rồi, cho các bạn thêm một phút nữa. Phạm Minh Ngọc đọc lại cho thầy. Em thưa thầy, em đọc bài giải. Trong 1 giờ, người thứ nhất hoàn thành được số phần công việc là 1 chia 4 bằng 1 phần 4 công việc. Trong 1 giờ, người thợ thứ hai hoàn thành được số phần công việc là 1 chia 6 bằng 1 phần 6 công việc. Trong 1 giờ, cả hai người làm được số phần công việc là 1 phần 4 cộng 1 phần 6 bằng 5 phần 12 công việc. Thời gian để cả hai người cùng hoàn thành công việc đó là 1 chia 5 phần 12 bằng 12 phần 5 giờ. Ok. Còn bạn nào chưa xong ạ? Bạn nào chưa xong thì comment cho thầy số 20 đi. Ok, xong hết rồi nha. Bây giờ để làm một cái dạng bài toán công việc chung và công việc riêng ấy, thì cách làm này. Đầu tiên ta đi tìm công thời gian làm công việc chung, công việc riêng đúng không ạ? Sau đó đi tìm thời gian làm công việc chung trong 1 giờ và đi tìm thời gian chung làm công việc chung để xong công việc chung đó. Rõ phần này chưa ạ? Nào nhìn lại cái phần này, thầy nói lại chỗ này nhá. Chỗ này quan trọng này. Để làm bài toán công việc chung, công việc riêng hay là bài toán vòi nước chảy cũng vậy thôi đúng không ạ? Thì ta phải đi tìm xem là thời gian một người làm xong công việc đó trong bao lâu. Hiểu phần này, comment số 5. Rồi. Sau đó đi tìm thời gian làm một mình thì cái người thợ thứ hai ấy làm công việc chung riêng thứ hai ấy là hết bao nhiêu. Thì hiểu phần này comment số 6. Được rồi. Sau đi tìm trong 1 giờ thì cả hai người làm chung ấy thì được thì mất bao nhiêu? Thì con mới hiểu cái này comment số 7.
Ok. Và ngược lại, cuối cùng là đến tìm thời gian để cả hai người cùng làm xong công việc chung. Hiểu cái này comment số số 8 nào. Ok, rồi bây giờ chúng ta sẽ sang ví dụ số 4 để làm một cái bài toán nó đặc trưng riêng ở một cái góc độ khác thôi. Đó là bài toán ví dụ số 3 này là cho công việc riêng tìm công việc chung. Nào comment cho thầy ví dụ 3 là riêng xong chung. Viết cho thầy cho riêng tính chung. Comment xuống. Được chưa? Rồi, đó là được rồi nha. Thế bây giờ dạng số 2, giờ ví dụ 4 nó sẽ là cho chung rồi tính riêng. Comment cho thầy cho chung tính riêng. Cho chung tính riêng. Nào, đọc cho thầy ví dụ số 4. Xin mời bạn Vũ Khánh Nam. Ví dụ 4, hai người cùng làm chung một công việc thì sau 5 giờ sẽ xong. Nếu một mình người thợ đã làm thì phải làm 8 giờ mới xong. Người thợ thứ hai làm được sau bao lâu sẽ xong công việc đó? Nào, thì ở bài này thì chúng ta làm ngược lại thôi. Nào, bài toán cho biết này, người ta hai người làm chung thì trong 5 giờ đúng không? Rõ phần này chưa? Rõ phần này comment chữ R chữ rõ nào. Thế bây giờ nếu một mình người thợ cả là người thợ thứ nhất ấy, người thợ là cái người mà đứng đầu á, hiểu người thợ cả chưa? Đó nha, người thợ cả cái chuyện này. Thì phải làm trong 8 giờ, đấy là làm riêng đúng không? Thế hỏi người thợ thứ hai làm một mình xong bao lâu trong công việc đó? Thì để làm bài này, thì chúng ta bước 1 ta đi tìm gì ạ? Ta quy ước toàn bộ công việc là đơn vị nhá. Các bạn có thể ghi cái dòng này hoặc không ghi cũng được, đây phần này thầy nói rồi. Không cần ghi, gạch bỏ đi. Thì ta sẽ tìm thì trong 1 giờ cả hai người thợ cùng làm được số phần công việc. Rõ phần này chưa? Thì ta lấy 1 chia 5 bằng 1 phần 5 công việc. Hiểu phần này, comment số 12. Rồi, đi tìm thời gian làm chung là 1 giờ thì được 1 phần 5 công việc để cả hai người cùng làm. Thế thì 1 giờ người thợ cả là người thợ thứ nhất ấy, làm thì trong được bao xong bao lâu thì ta chỉ lấy 1 chia 8 bằng 1 phần 8 công việc. Hiểu phần này comment số 13. Tiếp theo ta sẽ đi tìm là trong 1 giờ thì người thợ thứ hai làm được bao nhiêu. Làm chung thì hết 1 phần 5 mà làm riêng thì 1 phần 8. Vậy ta chỉ lấy việc là lấy 1 phần 5 trừ 1 phần 8 thì bằng 3 phần 40 công việc. Hiểu phần này comment số 14. Và cuối cùng ta tìm thời gian người thợ thứ hai làm một mình xong công việc đó là thì ta chỉ việc lấy 1 chia cho 3 phần 40 bằng 40 phần 3 giờ. Dễ hiểu chưa? Bao nhiêu bạn đã hiểu phần này rồi comment cho thầy chữ hiểu hoặc là rất hiểu thì hãy comment chữ rất hiểu. Thầy ơi em chưa viết xong thầy. Từ từ bình tĩnh thầy đã lấy đâu. Thầy bổ sung sửa này là cho nó dễ. Làm được. Nếu làm được này thì nhiều khi nó chưa được cái số phần công việc. Số phần công việc.
Được chưa các con? Đây làm được số phần công việc. Thì các bạn cũng có thể đổi thời gian ra 40 phần 3 giờ thì bằng 13 giờ 2 phút cũng được nha. Mạng chậm không nghe thấy bài giảng à. Nào Bảo Trâm. Hoàng Bảo Trâm bật mic lên. Dạ. Con chưa nghe được ví dụ nào, ví dụ 3 đã nghe được hiểu chưa? Con nghe được ví dụ 3 rồi, còn ví dụ 4 con không nghe đấy. Nào bây giờ nghe thầy hướng dẫn lại nhé. Đầu tiên là đây là từ công việc chung, cho biết công việc chung đúng chưa? Hiểu cái này chưa? Là cùng làm cùng nhau thì xong 5 giờ đúng không? Vâng. Yêu cầu thì cho biết công việc riêng đó, một mình người thợ cả là người thợ, cái người đứng đầu gọi là thợ cả, rõ thế nào là thợ cả chưa? Thì phải làm 8 giờ mới xong, hiểu chưa? Vâng. Bây giờ hỏi một người thợ thứ hai làm xong bao lâu đúng không? Vậy vâng. Thì ta sẽ quy ước toàn bộ cái công việc là đơn vị. Cái này ta chỉ nói miệng với nhau thôi, không cần phải viết nha. Được chưa? Thì bỏ gạch bỏ này đi. Thế bây giờ con đi tìm là trong 1 giờ thì làm chung là được bao nhiêu ông bạn Bảo Trâm? Thì ta chỉ lấy 1 chia 5 bằng 1 phần 5 công việc, hiểu chưa? Vâng. Hiểu cái này chứ, 1 giờ thì làm xong công việc trong 5 giờ mà, vậy thì 1 giờ thì làm được 1 phần 5 công việc thôi, hiểu không? Vâng. Thế tương tự như vậy ta sẽ tìm là người làm riêng trong 1 giờ thì làm được bao nhiêu? Là người thợ cả, ta lấy 1 chia 8 bằng 1 phần 8 công việc, hiểu chưa? Rồi. Thế thì cuối cùng là đi tìm xem là trong 1 giờ thì người thợ thứ hai làm được bao nhiêu phần của công việc, đúng chưa? Rồi ạ. Thì ta chỉ việc lấy là công việc chung là 1 phần 5 trừ 1 phần 8 thì bằng 3/40 thôi. Và đáp số 3/40 giờ. Đổi ra thì bằng 13 giờ 2 phút. Hoàng Bảo Trâm đã hiểu phần này rồi chứ? Nhưng mà nào cũng đã hiểu phần này rồi, comment cho thầy chữ hờ hoặc chữ hiểu. Học rất hiểu thì viết cho thầy là con rất hiểu. Các khác viết phần này vào đây. Viết phần này vào trong vở của mình nhé. Xin mời bạn. Một bạn đọc cho thầy. Mời bạn. Song Ngọc nào. Dạ, ta quy ước toàn bộ công việc và đơn vị trong 1 giờ, cả hai người thợ cùng làm được số phần công việc là 1 chia 5 bằng 1 phần 5 công việc. Trong 1 giờ, người thợ cả làm được số phần công việc là 1 chia 8 bằng 1 phần 8 công việc. Trong 1 giờ, người thợ thứ hai làm được số phần công việc là 1 phần 5 trừ 1 phần 8 bằng 3/40 công việc. Thời gian người thợ thứ hai làm một mình xong công việc đó là 1 chia 3 phần 40 bằng 40 phần 30 giờ. Đổi 40 phần 30, 40 phần 3 bằng 13 giờ 20 phút. Đáp số 13 giờ 20 phút ạ. Còn viết đi, xin mời bạn Hoàng Hà đọc cho thầy. Em đưa thầy bài giảng. Ta quy ước toàn bộ công việc là đơn vị. Trong 1 giờ, cả hai người thợ cùng làm được số phần công việc. 1 chia 5 bằng 1 phần 5 công việc. Trong 1 giờ, người thợ cả làm được số phần công việc. 1 chia 8 bằng 1 phần 8 công việc. Trong 1 giờ, người thợ thứ hai làm được số phần công việc. 1 phần 5 trừ 1 phần 8 bằng 3/40 công việc. Thời gian người thứ hai làm một mình xong công việc đó là 1 chia 3/40 bằng 40 phần 3 giờ. Đổi 40 phần 3 giờ bằng 13 giờ 20 phút. Đáp số 13 giờ 20 phút ạ.
Ok, con viết vào đi ạ. Bảo Trang đọc được chưa con? Dạ rồi. Nào đọc cho thầy. Nhờ ba dạy, ta quy ước toàn bộ công việc làm đơn vị. Trong một giờ cả hai người thợ cùng làm được chỗ phần công việc. Một giá năm bằng một phần năm công việc. Trong một giờ người thợ cả làm được số phần công việc. Một giá tám bằng một phần tám công việc. Trong một giờ người thợ thứ hai làm được số phần công việc. Một phần năm trừ một phần tám bằng ba phần đủ mới công việc. Thời gian người thợ thứ hai làm một mình sống công việc đó là một giá ba phần bốn mới bằng bốn mới phần ba giờ đổi bốn mới phần ba giờ bằng 3:20. Ok. Bạn viết xong comment cho thầy số 10. Còn bạn nào cần thêm thời gian thì comment chữ T. Ok, chúng ta sẽ nghỉ giải lao. Bây giờ là 8:27, 8:30 chúng ta quay lại nhé. Vâng ạ. Nào, các bạn viết xong phần này comment cho thầy chữ xong hoặc chữ x. Xong hết rồi đúng không ạ? Có bạn nào chưa xong ạ? Được rồi. Bây giờ chúng ta sẽ làm bài tập. Giờ cho thầy bài chuyên đề công việc chung, công việc riêng. Trang số 23. Phần này thì đã viết rất là rõ rồi về cái phần lý thuyết nhá. Thì chúng ta sẽ làm bài tập số 1, 2, 3, 4, 5. Thì chúng ta sẽ làm bài 1, bài 2, bài 3. Đọc cho thầy bài tập số 1. Xin mời bạn Thùy Dương nào đọc bài số 1 cho thầy nào. Thầy con đọc bài 1. Trong một giờ người thợ làm được 1/5 công việc, tính thời gian để người thợ làm xong công việc đó. Mời bạn Uyển Đình. Thưa thầy, trong một giờ người thợ làm được 1/5 công việc,
việc, thời gian để cần thử làm xong công việc. Tuyển định thầy đọc mà thầy không nghe là gì đâu. Dạ thầy. Trong một giờ người thợ làm được 1/5 công việc. Cái thời gian để người thợ làm xong công việc đó. Mời bạn Minh An nêu thầy cách làm. Quay dài là thời gian để người thợ làm xong công việc đó là là gì ạ? 1/5 1/5 thì bằng 5 giờ ạ. 5 giờ và đa số 5 giờ. Đọc phần tiếp theo. À, đọc lại cho thầy phần bài làm nào. Xin mời bạn. Thanh Trúc và Lê Thanh Trúc nào. Em thưa thầy, em đọc bài 2. Trong 1 giờ 2 người thợ làm được 2/7 công việc. Tính thời gian để 2 người thợ làm xong công việc đó ạ. Bài 1 các bạn viết xong chưa ạ? Rồi ạ. Rồi, bài 2. Nêu thầy cách làm bài 2 nào. Mời bạn Tùng nào. Con người là bài 2, con sẽ giải là thời gian để thời gian để 2 người làm xong công việc đó là con sẽ lấy 1/2 bằng 7/2 ạ. Và bằng 3,5 giờ đáp số 1/2 bằng 7/2 giờ. Thôi để 7/2 giờ vẫn được, hoặc đổi bằng 3,5 giờ cũng được nha. Đa số. À, 7/2 giờ. Đọc lại cho thầy bạn Phạm Minh Ngọc. Em là thầy, em đọc bài giải. Thời gian để 2 người làm xong công việc đó là 1/2 bằng 7/2 giờ. Đáp số 7/2 giờ. Hoàng Bảo Trâm. Bà Trâm đọc cho thầy. Thưa thầy, là mạng của em chậm nên là em không nhìn thấy màn hình được. Ô thế à? Trâm nhìn thấy màn hình chưa? Chưa. Thế bình thường có nhìn thấy màn hình không? Có, tại hôm nay em trong nhà ông nên là bị chậm. À. Em xin phép phải cho em đi vệ sinh ạ. Ok. Bảo Long đọc lại cho thầy bài 2 nào. Em thưa thầy, bài
Trong một giờ, hai người thợ xây làm được 2/7 công việc. Tính thời gian để hai người thợ làm xong công việc đó. Bài giải, thời gian để hai người làm xong công việc đó là 1/2 bằng 7/2. Mở ngoặc giờ, đóng ngoặc đáp số 7/2 giờ. Ok. Bạn viết vào đi ạ. Viết xong comment chữ xong cho thầy hoặc chữ y xì. Đọc cho thầy bài số 3. Xin mời bạn Thùy Dương. Đọc. Hai người thợ cùng làm một công việc. Nếu người thứ nhất làm một mình thì hoàn thành xong công việc trong 3 giờ. Người thứ hai làm một mình thì hoàn thành xong công việc đó trong 5 giờ. Hỏi cả hai người cùng làm thì hoàn thành công việc đó hết bao nhiêu thời gian? Đọc lại cho thầy, mời bạn Hoàng Hà. Bài 3, em hai người thợ cùng làm một công việc. Nếu người thứ nhất làm một mình thì hoàn thành xong công việc trong 3 giờ. Người thứ hai làm một mình thì hoàn thành xong công việc đó trong 5 giờ. Hỏi cả hai người cùng làm thì hoàn thành công việc đó hết bao nhiêu thời gian? À, bài này chúng ta sẽ làm thế nào? Mời bạn, bạn nào nêu thấy cách làm nào? À, mời bạn Huy Hoàng đây. Bài đầu tiên chúng ta phải đi tìm gì ạ? Huy Hoàng. Bài đầu tiên chúng ta đi tìm. Nếu người thợ thứ nhất làm một mình thì hoàn thành công việc. Nếu người thứ nhất làm một mình thì hoàn thành. Trong một giờ người thợ thứ nhất làm một mình được số phần công việc. Phần công việc là. Ta sẽ lấy là. Lấy 1/3 bằng 1/3. Bằng 1/3 đơn vị là công việc. Dạ. À, công việc. Trong một giờ. Tiếp tục ta lại đi tìm trong một giờ. Người thợ thứ hai là một mình được số phần công việc là. Ta sẽ lấy là bao nhiêu ạ? 1/5 bằng 1/5. Mở ngoặc công việc, đóng ngoặc. Công việc. Tiếp tục đi tìm gì? Trong một giờ. Trong một giờ cả hai người thợ cùng làm được số phần công việc là. Cả hai người thợ cùng làm được số phần công việc. Là. Lấy 1/3. Cộng 1/5. Cộng như nhỉ? 3 cộng 5 phần 8. 8/15 đúng không? 8/15. Công việc. Thì ta đi tìm là thời gian. Thời gian cả hai người hoàn thành công việc đó là. Cùng làm. Hoàn thành công việc. Làm gì ạ? Lấy 1/8/15. 1/8/15. Bằng 15 phần 8 giờ. Đáp số 15 phần 8 giờ. Ok.
Thế hiểu chưa các con? Bao nhiêu bạn đã thấy hiểu phần này rồi ạ? Hiểu rồi comment rồi chữ hờ khi hiểu. Nếu chưa hiểu thì comment cho thầy chữ K. Xin mời bạn Phạm Đoàn Ngọc Anh bật mic lên. Con vừa rồi ạ. Nào Ngọc Anh chưa hiểu cái chỗ nào? Dạ con chưa hiểu chỗ sao lại ấy kiểu một trong một giờ cả hai người cùng làm được số phần công việc. Đây gì? Vâng. Thế bây giờ người thứ nhất làm được 1/3 công việc đúng chưa? Thế người thợ thứ hai thì làm được 1/5 công việc đúng chưa? Vâng. Thế cả hai người cùng làm thì có phải là lấy 1/3 cộng 1/5 không? Xong rồi sao lại lấy 1/8/15 để bằng. À, cái này thì 3. Nó là chính là cái phần bài đầu tiên đấy con. 1 giờ thì làm được 8/15 công việc đúng không? Vâng. Thế trong toàn bộ công việc thì ta sẽ lấy 1. Toàn bộ công việc là 1 nha. Hoặc là chính là 15/15 ấy. Ok. Rồi giờ. Ok. Thấy hiểu rồi ạ. Ok, tốt rồi. Ừ. Nhưng mà nào cũng đã hiểu rồi ạ. Comment cho thầy chữ hiểu, chữ hờ. Còn bạn nào chưa rõ đúng không ạ? Chỉ có Ngọc Anh thôi đúng không ạ? Ok hết chưa ạ? Các bạn chưa vào đây, viết vào đi. Chưa đi nào. Bạn viết xong thì comment cho thầy số 30 đi. Ok được rồi. Nào các bạn thấy bài toán chuyên đề công việc chung công việc riêng hay không? Rất hay ạ. À. Hay đúng không? Hiểu cách làm được chứ? Vâng. Wow. Hiểu rồi trời. Hiểu rồi. Thế thì bài tập thì thầy sẽ hướng dẫn này. Em làm xong bài tập rồi thầy. Về nhà các bạn sẽ làm bài 4, bài 5 và thầy sẽ giao thêm bài nhé. Đúng chưa? Hai bài nó hơi ít, sẽ làm khoảng 3 bài nha. Ok chưa? Thế thì tiếp theo là hôm nay có game trí tuệ. Bao nhiêu bạn muốn được tham gia game trí tuệ nào? Em. Ok. Hãy nhớ sử dụng các cái kỹ thuật như là tăng điểm,
nhân đôi hoặc là giảm các cái phần khó để chúng ta vượt qua được số điểm cao nhé. Nào, hãy bấm vào cái link như thế này. Bảy bạn rồi, các bạn khẩn trương nào. Ok, 10 bạn, còn bạn nào chưa vào đúng không ạ? Ờ, em tí mạng, em đang lát. Bà vào nhanh, vào nhanh nào. Đây, vào đi thầy. Bắt đầu. Rồi, Sang Ngọc đang vượt lên. Và Thanh Trúc, Hoàng Hà. Song Ngọc đã vượt lên dẫn đầu. Khánh Nam đang đi số 3. Hoàng Hà vị trí số 2. À, Hoàng vị trí số 2. Hoàng Hà số 4. Tùng đã vượt lên rồi. Khánh Nam đã bằng điểm với Song Ngọc vị xếp thứ 2. Do thời gian làm xong sau.
Tùng đã đẩy Hoàng xuống số 3 rồi, số 4 rồi. Phía dưới Phạm Minh Ngọc đang vươn lên. Ok, chúc mừng các bạn. Top 3 của chúng ta, Tùng, Song Ngọc và ô Khánh Nam. Khánh Nam lại được vượt lên Song Ngọc nhỉ. Ok. Ok rồi, cho thầy hỏi các bạn là thấy chuyên đề hôm nay thú vị chứ? Yes. Rồi, bây giờ các bạn sẽ mời bố mẹ của mình nhé, thầy sẽ họp nhanh một chút với lớp của mình ạ. Mà tất cả bố mẹ, các phụ huynh, các bạn sẽ ra họp một chút ạ. Thầy, mẹ em đang đi làm rồi thầy. Ok rồi, mẹ em bận đi làm rồi thì thôi. Thấy thầy số thằng này em bằng điểm mặt đấy mà em còn sống chút bạn anh mày em lại đứng thứ hai đấy. Cái này chắc là do máy tính còn ạ. Máy họ sẽ có cái thuật toán tính. Nhưng thôi bằng điểm cũng là xuất sắc. Thực ra là có thể là do máy nó tính nó xếp theo cái đây bằng nhau thôi. Nhưng mà đây cũng có nhiều bạn làm bằng đúng hết các câu rồi. Nhưng mà do cái thời gian hoặc cái gì đó. Thôi được, thôi cũng tốt rồi nha. Không sao, quan trọng là mình làm hiểu bài và làm đúng hết. Thầy, okay. Bố con đi làm rồi. Rồi, xin mời quý huynh nha, mời các con mời bố mẹ ra đi ạ. Em sẽ phép thầy ra khỏi nhóm ạ. Thôi con cứ ở đó đi, Thanh Trúc không cần ra đâu nhé. Tại sao thầy? Thì các con nghe thôi, nghe để cũng để thầy biết được, thầy nhận xét các cái phần để học tập. Ta xin mời quý phụ huynh chúng ta ngồi để chúng ta họp nhanh ạ. Thầy, bố con đi làm chưa về? Bạn nào mà làm chưa về thì thôi nha. Chào nha. Thế bé có công việc. Ok rồi. Thầy chào quý phụ huynh nha. Rất là chào mẹ bạn Song Ngọc này, chào Huy Hoàng này, chào mẹ bạn Bảo Trang này, chào bạn Ngọc Anh này, chào mẹ bạn Minh Ngọc này. Bạn Hoàng Hà thì bố bận đúng không? Rồi, ok. Rồi. Thì hôm nay thầy họp để trao đổi nhanh một vài cái nội dung về tình hình học của lớp mình. Thì qua mấy tuần học bồi dưỡng hè thì thầy thấy là lớp chúng ta học tập cũng rất là đều.
Rất là đều các bạn cũng nắm bài tốt. Đấy, tuy nhiên thì có một vài cái mà nó cũng còn tồn tại. Ví dụ như là một số bạn là vào lớp muộn chẳng hạn. Thế thì cái này thì cũng nhờ phụ huynh sắp xếp thời gian để cho con vào lớp đúng giờ giúp cho thầy. Bởi vì cũng thông cảm là ví dụ như các bạn mà vào lớp muộn quá thầy không thể bắt đầu luôn được. Phụ huynh đồng ý không ạ? Bởi vì nhiều khi bắt đầu thì nó tranh nhau 5-7 phút, nhưng mà các bạn khi không hiểu bài thì nó lại phải, nó mất công. Mà cái này nó liền theo mạch kiến thức kỹ năng. Mà nếu mà không hiểu phần 1 thì cũng sẽ không làm được phần 2. Đấy, không làm được phần 2 thì sẽ không làm được phần 3. Thế thì nó nhỡ mất cái việc học của các con. Cho nên là thầy mới lại phải chờ thời gian. Thì tất nhiên thì không sao cả. Nhưng mà các bạn vào lớp sớm thì chúng ta sẽ học. Chúng ta có thêm những thời gian để có chỗ nào mà không hiểu thì các bạn sẽ hỏi bài thì thầy hỗ trợ luôn. Vì phụ huynh có đồng ý là sẽ cho con vào, tạo điều kiện để cho con vào học đúng giờ không ạ? Đồng ý. Thầy gật đầu thầy. Ok, được rồi. Thế đó là về cái phần nhận xét chung như vậy. Thế thì nhận xét thêm nữa là các bạn về nhà cũng đã có ý thức làm bài tập. Đấy, tuy nhiên thì có một số bạn thì đã làm rất là đầy đủ. Một số bạn thì chưa thấy làm bài. Thế thì thực tế thì cái này thì thầy cũng không có đến mức nghiêm khắc giống như ở trên lớp. Nhưng mà các bạn mà được làm bài tập ấy, thì các bạn sẽ được thầy cô chấm chữa. Thì mình sẽ biết là mình phần nào làm đúng, phần nào làm chưa đúng. Thế còn bạn nào mà mình mà làm bài mà chưa biết cách nộp thì có thể hỏi thầy cô để thầy cô hỗ trợ. Vui như đồng ý không ạ? Rồi, thứ hai là hôm nay thì thầy cũng họp để có một vài cái trao đổi về cái tình hình học trong năm học của các con. Thì ở đây có nhiều phụ huynh đã là học sinh cũ và họ cũng đã đăng ký học trong năm học thì vì phụ huynh đã biết rồi. Ví dụ như là bạn Huy Hoàng này, bạn Khánh Nam này, bạn Minh An này. Đó. Thì bên cạnh đó thì một số quý phụ huynh mới thì chúng thầy cũng phổ biến thêm về cái kế hoạch học tập trong năm. Thì trong năm tới này thì là các bạn lớp 5 lên lớp 6 thì các bạn sẽ học chương trình của lớp 6. Sau khi mà hoàn thành chương trình bồi dưỡng thì sẽ tháng 8 chúng ta sẽ bắt đầu vào chương trình lớp 6. Thế chương trình lớp 6 thì sẽ có, đây cũng là chương trình toán tư duy và nâng cao, thì sẽ có 60% là theo sách giáo khoa. Thế nên chúng ta vẫn phải lấy theo cái chương trình của bộ, ta muốn học gì thì học, muốn nói gì thì nói, chúng ta phải học tốt ở trên lớp, quý huynh đồng ý không ạ? Đấy, con phải tốt trên lớp thì nó nền tảng thì các bạn mới lại học được tốt phần tiếp theo. Cho nên là vẫn là phải bám theo chương trình của bộ giáo dục và đào tạo. Thế nhưng mà nếu mà chỉ dạy những cái cơ bản thì các bạn ấy không phát triển được tư duy, thì phải có phần kiến thức nâng cao, kiến thức có những cái phần kiến thức khác thì trung tâm sẽ bổ sung thêm cho các con và để giúp cho các con có được một cái cơ hội để được phát triển cái những cái năng khiếu, những cái mà khả năng toán của mình, thì đó là sẽ có 4% toán tư duy nữa. Tiếp nữa là về cái thời gian thì vẫn theo lịch này sẽ cố định với các con. Lịch này thì thực ra là đã ổn định từ suốt cả năm lớp 5 rồi. Viện lên lớp 6 thì cũng sẽ cố định theo cái lịch đó để cho các bạn không bị xáo trộn cái việc học các môn học khác. Tiếp nữa là về cái học phí thì như quý Vinh thấy là trong khóa hè vừa rồi thì là học phí là 1,7 triệu, 1,5 tháng. Trung tâm với các bạn học sinh đăng ký học thì là 1,5 triệu. Riêng có một vài bạn mà đang là học sinh của trung tâm năm trước thì trung tâm hỗ trợ thì chỉ có 1,4 triệu. Thế đấy là về học phí. Thế còn học phí trong năm học ấy, thì trung tâm sẽ thu là học phí là 3 triệu một tháng, một quý, tức là trung bình là 1 triệu một tháng. Đấy, quý Vinh rõ gần đầu. Thế nhưng mà trung tâm cũng ưu đãi cho các con là nộp theo, tất cả là năm học này là thu theo quý là 2,8 triệu. Quý Vinh gõ giúp cho thầy chữ 2,8 triệu một quý là 3 tháng nhé. Đấy, thực ra thì nộp trước nộp sau thì nó cũng là một lần nộp thôi. Đấy, nhưng mà học phí thì nó sẽ là 2,8 triệu. Nó sẽ khoảng gần 1 triệu một tháng trung bình như thế. Thế tiếp nữa là những bạn mà đã học cả năm trước ấy, thì bạn vẫn học tiếp. Thế nhưng mà một số các phụ huynh các con mới vào thì thầy cũng phải thông tin để quý phụ huynh cũng rõ và cũng nắm được. Thầy cũng đã nhận được đăng ký của bạn như là bạn Thanh Trúc này,
bạn Bảo Long này, bạn Tùng này, bạn Khánh Nam này, bạn Bảo Trang này, bạn Song Ngọc rồi. Đấy, một số bạn khác thì vì thầy thông báo ở trên nhóm thì nó chưa được có thể Quy Vinh đã đọc, có thể Quy Vinh chưa đọc. Thế nhưng mà có cái câu hỏi gì mà cần trao đổi thêm thì Quy Vinh cũng trao đổi, thầy hỗ trợ. Đấy, còn hoặc là Quy Vinh đăng ký thì cũng thông tin với thầy cô để thầy cô cũng giữ chỗ cho các con. Thì cũng thông tin thêm là ngoài lớp của chúng ta thì hiện nay thì đang có là 18 bạn và một số bạn nữa, 3-4 bạn nữa là đang cũng là học sinh cũ thì sẽ học vào năm tới và nó cũng sẽ full 25 bạn thôi. Và lớp cũng chỉ nhận 25 bạn, không nhận thêm. Nếu bạn thứ 26 thì phải chờ lớp mới, nếu mà có, còn nếu không thì cũng sẽ chỉ là nhận đủ học sinh, ngoài ra thì không nhận thêm bởi vì nó liên quan đến cái chất lượng. Thì trung tâm cái này là trung sĩ số này thì trung tâm đã duy trì như vậy, năm nay là năm thứ 3 rồi, cũng không có nhận. Một số bên thì các bên họ nhận đông hơn, ví dụ như là 30 hoặc 35 học sinh, nhưng trung tâm thì giữ cái tôn chỉ là giúp cho các con học tập, cái chất lượng học tập và cái việc các con nắm được bài, hiểu bài là cái điều quan trọng. Cho nên là trung tâm không có nhận thêm học sinh thứ 26, tức là tối đa là 25 học sinh. Thế cho nên là, nhưng mà trung tâm vẫn ưu tiên các bạn đang theo học hiện tại để được đăng ký trước. Thế còn sau này mà những bạn khác mà đăng ký còn chỗ thì các bạn sẽ đăng ký vào, còn trong trường hợp hết chỗ thì thôi các bạn cũng phải thông cảm. Đấy là một vài cái trao đổi với Quý Phụ Huynh như vậy. Thế tiếp theo thì xin mời Quý Phụ Huynh có những cái ý kiến hoặc có cái câu hỏi thì đặt câu hỏi, thầy sẽ hỗ trợ giải đáp thắc mắc cho Quý Phụ Huynh ạ. Dạ, xin mời Quý Phụ Huynh ạ. Quý Phụ Huynh có thể bật mic hoặc là bấm biểu tượng giơ tay ạ. Quý Phụ Huynh có, đầu tiên là có cái trao đổi gì về cái việc học của các con hoặc là có cái đóng góp gì thêm ạ? Mời Quý Phụ Huynh ạ. Xin mời mẹ bạn Huy Hoàng đi ạ, người học sinh cũ của trung tâm ạ. Dạ vâng, em chào thầy ạ. Hiện tại thì em chưa có câu hỏi gì thầy ạ. Vâng. Rồi, và thôi được ạ. Thế thì mời Phụ Huynh khác ạ. Mẹ bạn Bảo Trang có cần câu hỏi thêm gì không ạ? Thì cũng đã nhận được cái đăng ký của bạn Bảo Trang rồi nhé. Vâng. Thầy cũng đang nhận được đăng ký của bạn Song Ngọc rồi, bạn Tùng rồi. Quý Phụ Huynh có câu hỏi gì thêm khác không ạ? Hoặc là có cần thầy hỗ trợ gì ngoài cái việc mà thầy giao bài hoặc là hướng dẫn các con, thì có cần có thêm cái điều gì thì Quý Phụ Huynh cứ đề xuất. Còn nếu mà đã như vậy, Quý Phụ Huynh thấy là nó phù hợp với các con rồi thì Quý Phụ Huynh cũng cho ý kiến ạ. Mời mẹ bạn Song Ngọc ạ. Mẹ đặt bật mic giúp thầy ạ. Mic nó chưa bật ạ. Có mẹ nhờ Song Ngọc bật cho. Song Ngọc sẽ làm rất là tốt phần này. Thầy ơi. Dạ. Thầy cho em hỏi là nếu mà học trong quá trình học năm ấy thì một tuần sẽ học cũng học 2 buổi à thầy? Vâng, cái lịch học thì giống hệt như này. Vâng. Giống hệt như này, không có gì thay đổi cả. Các con sẽ học đấy, cái lịch nó như vậy. Thế riêng về cái phần lịch học thì nó cố định. Vì như thế thì nó ổn định cho các con nhé. Vâng, vâng. Mẹ cháu Song Ngọc thì không ý kiến gì nhiều, chỉ có xin thầy cho tăng lên bài tập cho các con một chút để cho nó bài nó làm nó buồn. Vâng, được ạ. Thế tuyệt vời. Thực ra thì bạn Song Ngọc thì bạn ấy cũng đầu tiên là cái kỹ năng viết của bạn ấy nhanh, Quý Vui nhỉ. Ra nên nhiều khi nó là kỹ năng nữa. Bạn ấy hiểu bài rồi nhưng mà bạn viết chậm thì nhiều khi nó là tốc độ nó sẽ bị chậm đi. Nhưng bạn Song Ngọc thì bạn ấy kỹ năng viết nhanh lắm, cho nên là nhiều khi là bài thầy mới giao thì bạn nó làm xong luôn rồi. Thôi được, thầy sẽ tiếp nhận cái ý kiến từ bạn Song Ngọc thì sẽ có cái phần tăng thêm một chút bài tập nha. Thì cái phần này thì bài tập thì dễ thôi, thầy bài tập thì dễ lắm. Chỉ có điều là thầy giao thì cũng để cân đối vì con ngoài cái môn học toán này các con còn phải học môn khác nữa. Còn các bài tập tiếng Anh rồi bài tập tiếng Việt nếu có. Thế nên là thầy cũng giao ở mức vừa phải, nhưng mà thôi được thì sẽ tăng thêm một chút cho các con. Được không ạ? Dạ. Mời Phụ Huynh khác ạ. Mời bố bạn Hoàng Hà. Hoàng Hà, một bạn. Ơi, em là bố của bạn Phạm Đoàn Ngọc Anh ấy. Cho em xin hỏi
một chút về tình hình của con được không ạ? Vâng ạ. Bạn Ngọc Anh thì bạn ấy mà mẹ mà Ngọc Anh giúp cho thầy là thầy thấy thỉnh thoảng là Ngọc Anh có vào lớp nó hơi bị một vài muộn một vài phút, thì cái đó không biết là do con ăn cơm muộn hay là do có vướng lịch học gì không ạ? Bạn ấy mới vào học nên là nhìn với lại cả cũng đợt hè nên là cũng có một số những hoạt động có nó bị ảnh hưởng thầy ạ. À vâng, không sao. Con đã... Thứ hai là cái thứ hai là bạn những bạn sau này thầy nhận xét luôn những bạn sau mà nó đang gặp một chút về cái vấn đề liên quan đến mic hay là tai nghe gì đó, mà khi mà thầy gọi là các bạn ấy thường không được xử lý ngay. Ví dụ như là bạn Minh An là cũng hay bị cái việc là thầy gọi nó bạn ấy vẫn ngồi nghe nhưng mà không hiểu sao là nó đang không được được trả lời ngay. Bạn Minh An thì bố Minh An kiểm tra lại giúp cho thầy cái phần này nhé. Tiếp nữa là bạn Ngọc Anh cũng có cái gặp cái đó. À, một số lúc mà thầy gọi thì bạn ấy phải mất 1-2 đến 3 lần bạn mới trả lời được. Đấy, còn bài làm thì bạn vẫn hiểu, bạn vẫn trả lời được. Có quá trình comment, tức là tính kết quả, gọi là làm các bài tập ấy. Ở trong cái lúc mà thầy gọi thì bạn ấy trả lời được. Nhưng thầy cần là khi mà thầy gọi cái là các bạn ấy phải trả lời được luôn. Đấy, một số cái phần thì nó liên quan đến mạng. Nếu mà cái chất lượng mạng mà nó không tốt ấy, thì khi mà thầy gọi, thầy hỏi thì các bạn ấy cũng sẽ bị gặp khó khăn ấy phần này. Thì chỉ có nhờ mẹ Ngọc Anh kiểm tra lại giúp cho thầy. Một là cái mic. Thầy nói này, mẹ Ngọc Anh có nghe được rõ không ạ? Có rồi ạ. Vâng. Thế được rồi. Thì chắc là có thể là lỗi mạng miếc một vài cái thời điểm nào đó thôi. Thứ hai là bạn đây, thầy xem bạn Ngọc Anh. Gavita. À, bạn đây, bạn Phạm Đoàn Ngọc Anh thì bạn ấy làm bài tập tương đối đầy đủ. Bạn ấy đang có việc như là 8 buổi thì bạn ấy cũng đã làm được 6 buổi. 6 buổi. Như vậy thì cũng là tốt rồi. Đấy, đây. Có điểm chi tiết. Quý phụ huynh có thể vào phần Azota của con. Thì quý phụ huynh sẽ xem được rất là rõ. Đây. Đây, bây giờ đây là Phạm Đoàn Ngọc Anh này. Nhìn đúng không ạ? Buổi 1 bạn được 9 điểm, buổi 2 được 10, bạn 3 được 8,5 này. Đấy, buổi 6 thì buổi 4 là thì sẽ được đấy, buổi 5 thì được điểm 8 này, điểm 7 này. Còn bài khó bạn không làm được hết thì bạn được như này. Đấy, còn buổi 8 thì bạn chưa nộp. Vâng. Đấy, quý huynh vào phần Azota của mình sẽ nhìn thấy hết nhé. Đấy, thôi vì sao mà thầy phải hướng dẫn các bạn làm ở trên Azota là vì như thế. Thế khi mà các con vào ấy, thì các con sẽ theo dõi được, phụ huynh cũng theo dõi được cái tiến độ làm bài và hoàn thành bài của mình. Và như thế thì nó cái sự phối hợp và cái lịch sử làm bài nó sẽ giúp cho các con được tốt hơn. Rồi, cảm ơn mẹ Ngọc Anh ạ. Cảm ơn thầy. Dạ. Xin mời bạn Minh Ngọc ạ. À, bạn Minh Ngọc cũng thế nha. Minh Ngọc cũng gặp khó khăn ở trong cái việc mà khi mà thầy gọi nó hay bị trễ. Không biết là do mạng hay là do gì, thì có đôi lúc là nó thầy gọi là bạn ấy phải câu thứ hai câu thứ ba thì mới trả lời được. Những bạn sau thì rất nhanh này, Huy Hoàng này, Song Ngọc này, Bảo Trang này. Bảo Trang thì có hôm nay thì có lúc mẹ báo là bị lỗi gì đấy. Thế còn đâu như Tùng cũng hôm nay mẹ bạn Tùng không có đây. Tùng thì cái mic nó nói nó hơi bị to, còn bạn ấy có trả lời nhanh. Bảo Long cũng trả lời được, bạn Uyển Đình cũng trả lời được luôn, Hoàng Hà thì cũng được. Đấy, tức là chỉ có bạn Ngọc Anh, bạn Minh Ngọc và bạn Minh An là bị giống như cái mạng nó hơi bị nó hơi bị kém một chút, thì không biết là cái phần mà các con nghe nó có bị gián đoạn không, hoặc là khi xem lại video thì có được trong không, có được rõ không. Đấy thì đấy là về bạn Minh Ngọc. Thế cho cháu có tiến bộ hơn một tí không thầy? À, có đây để thầy sẽ xem cho con nhé, bạn Minh Ngọc.
Chờ thầy chút. À, bạn Minh Ngọc thì một là bạn ấy rất là chững chạc, tức là bạn ấy học bạn ấy rất là chững chạc, rất là chắc chắn. Thì quá trình bạn làm là bạn ấy comment các thứ, trả lời câu hỏi là tốt. Đấy, chỉ có mỗi cái kia thôi, thầy đoán là do mạng đấy. Cái còn cách làm của bạn thì bạn ấy có rất nhiều điểm 10 nhé. Bạn ấy thường xuyên được điểm 10. Bạn ấy có tất cả những cái bài mà bạn đã làm là đều có điểm 10 hết. À, thì như vậy là bạn rất là hiểu bài, rất là tốt đấy. Vâng, thì lúc đầu vào thì là em thấy có nói là về cái phần toán chuyển động của em nó hơi kém. Vâng. Chắc là hơn nhiều bài hơn thì chắc là làm được bài rồi thầy. Vâng. Rồi được rồi, tốt ạ, thầy khen bạn nhé. À, còn bà Quỳnh có vui nào có câu hỏi gì thêm nữa ạ? Thế nhân tiện hỏi xem là thầy xem cháu Song Ngọc thế nào, thầy lực học của cháu thế nào? Song Ngọc nha, Song Ngọc. Chào thầy. À, bạn Song Ngọc thì thầy có mấy nhận xét này. Thứ nhất là bạn ấy rất là nhanh, bạn ấy tư duy rất là nhanh. Và bạn trả lời, bạn tích cực lắm, lúc nào cũng xung phong phát biểu trả lời. Đấy, về bài làm thì làm bài cũng tương đối đầy đủ. Có một bài thì bạn ấy không hiểu thôi. Còn đâu là các cái bài thì bạn ấy làm được hết. Bạn ấy có một... Trong quá trình làm bài thì bạn ấy được 2 điểm 10, 2, 3 điểm 9 và 2 điểm 8. Thì cái đó là tốt. Về cơ bản đây là các điểm đều là điểm giỏi cả. Đấy, thì có những chỗ mà không hiểu bài thì thầy đều nốt lại cho các con để con được xem lại. Thêm nữa là một số cái buổi mà bạn ấy cũng, cái này mẹ cũng có xin phép là con bận, xong con vào sau một chút thì như vậy thì cũng rất là tốt rồi. Vì mình bận thì mình xin phép để thầy cô cũng biết được. Đấy. Thầy bạn Song Ngọc thì rất là tiềm năng nha. Dạ, thầy cảm ơn. À, thưa thầy, thầy cho nhận xét về bạn Hoàng Hà. Bạn Hoàng Hà, ok. Dạ. Bạn Hoàng Hà thì những buổi trước thì nộp bài riêng, bạn ấy nộp bài đầy đủ nhé. Thì có cái chuyên đề 1 bạn ấy chưa tham gia thì không sao. Đấy, thì có 1 là bạn hiểu bài. 2, 4. Bạn ấy những buổi đầu là bạn ấy... điểm nó chưa được tốt, có điểm 7, điểm 8. Nhưng đến những cái buổi gần đây thì bạn ấy được 9 điểm 10. Tức là bạn đã hiểu bài rồi. Và bạn ấy được 3 điểm 10 nhé. Bạn ấy, tuy nhiên thì một chút nữa là cái mic của bạn Hoàng Hà thì thỉnh thoảng nói là nó không được trong lắm. Thì không biết là có phải là vấn đề về mạng không. Nhưng mà bây giờ thì đang nghe được rõ này. Bây giờ đang nghe được rõ nhé. Đấy, thì thỉnh thoảng bố có thể test, gõ cái speedtest.net ấy, xem cái đường truyền nó có cái tốc độ internet nó có ổn định không. Đó, nhưng mà cơ bản thì cũng không có vấn đề gì lắm nha. Vâng. Và con đã có những cái hiểu bài và đã làm bài tích cực hơn, tốt hơn ở trong những cái buổi gần đây. Rồi, cảm ơn bố Hoàng Hà. Dạ vâng ạ, cảm ơn thầy.
Quý phụ huynh có câu hỏi gì hoặc có cái gì thêm chúng ta sẽ trao đổi thêm vài phút nữa. Rồi xin mời bạn Tùng ạ. Vâng, em chào thầy ạ. Chào quý phụ huynh. Thầy ơi, em muốn hỏi thầy một chút là về chương trình toán lớp 6 ấy ạ. Vâng. Thì trong quá trình học thì nội dung là có lồng ghép các dạng toán của VOEDU vào cho các con không ạ? À, như thế này, rồi cảm ơn mẹ bạn Tùng. Đấy, quý phụ huynh có nghe thấy là bạn Tùng nói là cái âm thanh của nó hơi bị vang không ạ? À, mẹ nói là còn đỡ vang hay rồi khi mà Tùng nói. Thực ra là cái này mẹ cũng kiểm tra lại giúp cho thầy cái mic nhé. Hôm nay thầy cũng lúc nãy mẹ chưa vào lớp thì thầy cũng có nhận xét là cái mic của con là khi nói nó vang lắm. Tức là nó rất là vang và nó chói tai thì như thế thì tất nhiên thì cái này thì nó là lỗi kỹ thuật thôi, mình kiểm tra lại. Tùng thì được cái là rất là tích cực học, không học thôi, quá trình học là trả lời tích cực, làm bài cũng tương tác tốt, tức là tập trung. Khi mà nói thầy gọi đọc là đọc to rõ ràng, nhưng chỉ có cái chút xíu là cái mic cho nó bị nói rất là to, to quá thì nó sẽ bị ảnh hưởng đến các bạn khác, thì kiểm tra lại giúp cho thầy cái đó. Thế về cái như này, trung tâm dạy thì không có tập trung vào một cái kỳ thi nào cả, dạy là mình dạy chung, dạy để mà học cái nào cũng được. Ví dụ như năm nay thì trung tâm vì phụ huynh đề nghị là thầy dạy lớp 6, còn những năm trước thì các bạn học lớp 5. Thế ví dụ như là học lớp 5 thì bạn ấy sẽ học chung, bạn có thể thi được toán sang mô hoặc thi được toán Timo, hoặc là sang mô là toán Singapore và châu Á đấy, hay là toán Timo là toán Thái Lan. Tức là mình sẽ dạy chung chứ không tập trung vào một cái cụ thể nào. VEDU thì nó cũng sẽ có những cái nội dung như thế, nhưng mà thầy không tập trung vào để mà dạy riêng VEDU. Đấy, thì nhưng mà với kiến thức nền tảng thế thì con hoàn toàn có thể học được các cái phần khác. Thế còn trong quá trình mà nó sẽ có cái phần tùy chọn, là một số học sinh thì sẽ gọi là đầu tư thêm cho các cái kỳ thi, thì lúc đó đến với mỗi kỳ thi thì có những cái kỳ thi thì trung tâm cũng có thời gian, thầy có thời gian thầy có thể tổ chức hỗ trợ cho các con. Ví dụ như năm ngoái thì có hướng dẫn cho các bạn thi toán sang mô chẳng hạn, thế thì có 17, 18 bạn ấy đi thi thì được 11 bạn là được giải. Như vậy là cái tỷ lệ mà các bạn ấy được giải cũng rất là tốt, bởi vì cái toán này nó khó lắm, toán này là toán Singapore châu Á, ví dụ như vậy. Nhưng mà không phải kỳ thi nào thầy cũng có thời gian, lúc nào mà có thời gian thì mới có thể hỗ trợ con thôi. Đó, thì còn chương trình thì lúc nãy thầy cũng đã giải thích cho phụ huynh rồi, lúc mẹ bạn Tùng vào sau, nhưng mà nó sẽ có 60% là theo tổ toán cơ bản, thế 4% là toán tư duy và nâng cao nhé, mẹ Tùng nhé. Dạ vâng ạ, em cảm ơn thầy. Dạ vâng ạ. Phụ huynh có phụ huynh mày bạn Bảo Long thì nhận xét bạn Bảo Long. Bảo Long thì cũng là một học sinh mà mới, nhưng mà bạn ấy thứ nhất là bạn ấy cũng rất là tập trung, và quá trình học là bạn ấy cũng tập trung học, nhưng mà có cái thiết bị thì nên chăng ấy. Thì con là học bằng điện thoại đúng không em? Dạ vâng ạ. Vâng, thực ra thì cái này thì nó cũng không có một cái quy định nào bắt buộc phải học bằng máy tính. Nhưng mà nếu mà có máy tính thì cái việc hiển thị nó sẽ dễ dàng hơn, và điều đó giúp cho các con học tập thuận lợi hơn. Cái điện thoại bạn thì... Bạn ở nhà thì cũng có máy tính, nhưng mà bạn ấy học cái đấy nó lại hay bị lag, thế là em lại chuyển sang học điện thoại. À, nó bị lag à? Vâng. Thì về lâu về dài thì em cũng nên chăng là nhờ bên bên mạng ấy, họ kiểm tra lại cái tốc độ đường truyền xem dây họ yếu nào. Bởi vì mình cái này nhiều khi là người ta các cụ bảo hay bảo là con mà không khóc thì con mẹ con nó lại muốn bú thì muốn ti thì phải khóc. Đấy, tức là đại loại là mình cứ phải kêu, mình phải bảo thì người ta mới có trách nhiệm, người ta xuống người ta kiểm tra cho mình. Chứ bây giờ học mà mất công học bằng điện thoại thì nó nhỏ, nó về lâu về dài thì nó không có lợi cho mắt của trẻ, nên là nên học bằng máy tính. Thế còn Long thì cũng đã có những cái sự tiến bộ trong việc học hơn so với hồi đầu, nhưng mà chắc Long thì thầy sẽ có một vài cái lúc nào rỗi thì thầy sẽ có một vài cái hướng dẫn thêm cho mẹ, bởi vì cái bài này vì con không làm bằng máy tính cho nên là cái bài tập con làm nó chưa hoàn thành được mấy em nhé. Nên là có máy tính thì cái việc học nó sẽ dễ hơn.
À, bởi vì nếu mà không làm bài tập thì nó rất khó để mà tiến bộ được. Nó giống như ở văn ôn võ luyện. Phương Phương hiểu không ạ? Bây giờ thầy giảng cho các con hiểu là tốt rồi. Cái đấy nó gọi là nắm được kiến thức. Nhưng mà nó phải có kỹ năng. Kỹ năng là được lặp đi lặp lại, được làm lại, được rèn luyện. Thì nó sẽ có kỹ năng. Từ có kiến thức, có kỹ năng, có thái độ học tập tốt. Thì nó mới cộng với việc là biết cách giải quyết các vấn đề thì nó hình thành năng lực. Đúng không ạ? Vì đấy, cái đấy là chúng học sinh đang hướng tới. Vâng ạ. Rồi. Quý Phương nha. À, có bây giờ nó cũng đã muộn rồi. À, nếu mà có câu hỏi gì thêm thì xin mời phụ huynh có khác ạ. Trong trường hợp mà phụ huynh không có câu hỏi gì thêm thì hoặc là có gì mà phụ huynh hỏi sau thì phụ huynh có thể nhắn cho thầy nhé. Hai nữa là đấy, về cái lớp học thì quý vị đăng ký thì phụ huynh có thể nhắn cho thầy để thầy cũng sắp lịch cho các con. Đấy, lịch học thì cứ tháng 8 sẽ vào chương trình mới, còn bây giờ thì vẫn đang tháng 7, chúng ta vẫn học tiếp chương trình bồi dưỡng hè. Được chưa ạ? Quý huynh đã rõ phần này chưa ạ? Rõ giúp thì có comment cho thầy chữ rõ hoặc gật đầu cho thầy. À, ok nhé. Rồi, một lần nữa thì thay mặt trung tâm toán tư duy Sơn cũng gửi lời cảm ơn đến quý huynh đã tin tưởng, ủng hộ và đồng hành cùng thầy trò. Và một lần nữa thì thầy chúc cho các con là năm học tới này, năm học lớp 6 này sẽ có nhiều sự tiến bộ và có nhiều kết quả tốt trong học tập. Và chúc quý phụ huynh sức khỏe và hạnh phúc ạ. Ok. Rồi, cảm ơn quý phụ huynh nhé. Tạm biệt quý phụ huynh ạ.